Ngày 27 tháng 1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ chồng đâm vợ trọng thương rồi tự sát xảy ra vào chiều tối mùng 5 Tết. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 1, anh Trịnh Minh Biền 34 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến nhà vợ là chị Phạm Thị Kiều T, 31 tuổi, ngụ phường 10, thành phố Mỹ Tho để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn chuyện tình cảm vợ chồng. Tại đây, Biền lấy một con dao để sẵn trong cốp xe rượt đuổi chị T. Khi đến đường Nguyễn Quân ở khu phố 3, phường 10, thành phố Mỹ Tho, Biền dùng dao đâm, chém gây thương tích cho chị T. Sau đó, Biền chạy vào trong hẻm dùng dao đâm nhiều nhát vào người và cắt cổ tự sát. Cả hai được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng Biền đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Riêng chị T được cấp cứu kịp thời, hiện tình trạng sức khỏe cơ bản đã ổn định. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một con dao dính máu dài hơn 30cm. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Biền là do mất máu cấp. Hiện cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể Biền cho gia đình lo hậu sự. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong tình cảm vợ chồng giữa chị T và anh Biền.